Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề Hội đồng Nhân dân với nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thấm và Chủ tịch Hội nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cùng 100 cử tri nông dân tiêu biểu đại diện cho hội viên nông dân trên toàn địa bàn thành phố. Đây là một diễn đàn lớn để đại diện nông dân, các cấp hội nông dân của thành phố, các hợp tác xã, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo thành phố về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị các nội dung liên quan, thiết thực đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố. Tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của nông dân thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tại hội nghị, nông dân thành phố đã kiến nghị đề xuất hơn 33 vấn đề trên các lĩnh vực như thiếu đất sản xuất, bất cập trong đào tạo lao động nông thôn, chế độ chính sách cho cán bộ hội nông dân cơ sở, giá vật tư nông nghiệp leo thang gây khó khăn trong sản xuất, nhiều chương trình vay vốn tín dụng chưa phù hợp. Nhiều ý kiến cũng đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ ngư dân đánh bắt khai thác xa bờ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới theo chương trình số 42 của thành ủy. Tôi đề nghị hội đồng thành phố hàng năm có quan tâm bố trí thêm nguồn vốn hỗ trợ dân để cho hội dân thành phố chuyển xuống quận rồi chuyển xuống cấp phường để cấp phường lập dự án, để cấp phường tổ chức xây dựng các mô hình đầu tư phát triển sản xuất đem lại hiệu quả cho hội viên nông dân. Nghị quyết số 255 ngày 11 tháng 7 năm 2019 quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025. Thì trong đó có chính sách là hỗ trợ 50% kinh phí để trang bị máy thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm, máy thiết bị dùng trong khai thác hải sản. Tuy nhiên đến nay người dân tham gia chính sách này còn ít do khó khăn về nguồn vốn đối ứng. Kính đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm xem xét điều chỉnh, bổ sung chính sách này theo hướng tăng mức hỗ trợ từ 50% lên 80% và bổ sung thêm các loại máy thiết bị như đèn LED, pin năng lượng mặt trời, v.v. Đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố, các quận huyện và đơn vị liên quan đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri nông dân trên từng lĩnh vực cụ thể. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam khẳng định, thành phố luôn quan ttâm tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng và phát triển giai cấp nông dân vững mạnh. Với những đề xuất kiến nghị hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các sở ngành sớm rà soát và có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất. Tôi đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các địa phương tập trung rà soát đầy đủ các kiến nghị của cử tri nông dân đã đặt ra, tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện cho nông dân các cấp hoạt động. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cương quyết xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chậm trễ kéo dài trong việc xử lý các kiến nghị của cử tri và nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận những hạn chế mà cử tri nông dân nêu là những bất cập đã kéo dài lâu nay nhưng chưa được tháo gỡ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành cần tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn các chủ trương, chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng hành cùng nông dân trong khai thác, sản xuất và tiêu thụ, phát huy tối đa thế mạnh của địa phương. Đề nghị Hội Nông dân thành phố phát huy vai trò của mình là chỗ dựa vững chắc cho nông dân. Qua cái diễn đàn hôm nay thì chúng tôi cũng đề nghị là Hội Nông dân thành phố và các cấp hội tiếp tục phát huy cái vai trò là cái cầu nối giữa chính quyền và nông dân, rồi kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân để đẩy mạnh liên kết sản xuất, rồi tiếp tục cập nhật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, nhất là những đề xuất, kiến nghị bức xúc của nông dân với chính quyền các cấp để mà kịp thời tham mưu, báo cáo với thành ủy cũng như là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét kịp thời, làm tốt cái công tác giám sát và phản biện xã hội, và đặc biệt là vai trò của Đảng đoàn Hội nông dân trong đề xuất chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn là rất là quan trọng. Chủ động phối hợp với các sở ban ngành liên quan, đẩy mạnh các cái phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là thực hiện hiệu quả những cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng giao Ban Văn hóa Xã hội phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố
giám sát việc xử lý, trả lời của các sở ngành liên quan về các ý kiến phản ánh của cử tri nông dân, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao 20 suất quà cho hội viên nông dân là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên nông dân vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp cho phong trào nông dân và sự phát triển chung của thành phố.